Đầu bếp Dư Thảo và Minh Tuấn xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào cô Dư Thảo. Chào Minh Tuấn. Ngày hôm nay thì Dư Thảo sẽ vào bếp để thực hiện một món ăn với nguyên liệu chính là rau cần tây nè. Không biết Minh Tuấn có thích không ha? Thật ra thì nhà Tuấn thì hay xào cần tây với lại mực đó cô. Và hoặc là trộn gỏi mực với lại cần tây, nhưng mà thực sự đó là một cái nỗi ám ảnh của Minh Tuấn, bởi vì Minh Tuấn không có chịu được cái mùi hăng như vậy. À, cô biết rồi. Chắc chắn ngày hôm nay với nguyên liệu cần tây mà cô chuẩn bị á sẽ mất đi cái cảm giác là khó chịu đó. Đó là một món ăn mà mình kết hợp giữa vịt quay nè với loại rau cần tây này. Và hôm nay quý vị khán giả sẽ vào bếp để thực hiện món vịt quay trộn cần tây. Để thực hiện món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị khoảng 300g thịt vịt quay, 300g rau cần tây, 1/3 củ cà rốt, hành lá, ớt sắc sợi, tương ớt, nước cốt chanh, mè rang, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Bây giờ giai đoạn đầu tiên đối với Minh Tuấn biết là cô sẽ làm gì với những nguyên liệu này nè. Cô sẽ xử lý thịt vịt trước. Chính xác rồi. Đối với thịt vịt thì các bạn sẽ mua vịt quay và đặc biệt là mình phải chọn phần ức. Thì phần ức khi chúng ta chọn sẽ cắt những miếng thịt sẽ nguyên vẹn và đẹp hơn. Chúng ta sẽ dùng dao nè cắt những lát mọc để làm sao cho những miếng thịt vịt đó vừa có thịt mà vừa có cả phần da nữa như thế này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục sơ chế đến nguyên liệu chính, đó là rau cần tây. Cô ơi, cái bí quyết để mà mình chọn cần tây ngon là như thế nào cô? Các bạn nhớ lưu ý chúng ta chọn những cọng cần tây non như thế này, cả phần cọng và phần lá, để món ăn được giòn và ngọt hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt lát xéo như thế này. Lá cần tây cô băm nhỏ cái phần này ra. Còn hành lá thì các bạn sẽ chẻ nhỏ ra. Bây giờ Minh Tuấn sẽ giúp cô chẻ phần hành lá này ra. Còn lại phần cà rốt thì cô sẽ cắt sợi. Kế đó là chúng ta sẽ trộn một hỗn hợp nước sốt để chúng ta trộn cần tây này. Đầu tiên là sử dụng 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước tương phú sĩ nữa, 1 muỗng canh đường nữa. Kế đó thì các bạn sẽ qua giai đoạn trộn. Chúng ta sẽ trộn cần tây nè với cà rốt và hành lá trước với lại sốt để sốt này thấm vào nguyên liệu và như vậy vị hăng của cần tây cũng như là vị cay của phần hành lá sẽ giảm đi và chắc chắn là Minh Tuấn sẽ thích món này nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu làm phần sốt gồm có là 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu, 1 muỗng cà phê mè rang vào, khoảng 1 muỗng cà phê lá cần tây trộn đều lên. Bây giờ thì phần gỏi đã xong rồi cô ạ. Chúng ta sẽ bày món ăn này ra dĩa. Chúng ta xếp vịt quay ra. Cho phần rau cần tây này lên trên, thêm một lá cần tây nữa. Rưới thêm một ít sốt lên phía trên như thế này để món ăn trông hấp dẫn hơn. Đây là phần của Minh Tuấn. Dạ, cảm ơn cô. Khi ăn thì em nhớ là chúng ta sẽ chấm kèm với phần sốt này. Rất là thơm, mùi cần thì đúng như là cô nói thì đã dịu hơn rất là nhiều. Quá tuyệt vời, Tuấn không có cảm nhận được một chút nào là khó chịu của cái mùi cần trong món ăn này. Mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Và đặc biệt là Tuấn không có cảm nhận được cái vị ngán nếu như mà ăn thịt vịt không. Mà tất cả những hương vị hòa quyện lại với nhau cô ơi. Mà điều đặc biệt nhất đó chính là phần sốt với lại cái sự ngọt nhẹ nhàng cũng như là chua chua nhẹ nhẹ của sốt mayonnaise ngọt dịu, cộng với lại mùi thơm của mè và cũng như là cần tây. Rất là tuyệt vời, cảm ơn cô vì đã đem đến cho Tuấn một cái món ăn rất là ngon mà nói thật với cô là Tuấn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể ăn được một món như vậy. Cảm ơn Minh Tuấn rất là nhiều và những nhận xét của Minh Tuấn cũng chính là yêu cầu của món ăn ngày hôm nay với món vịt quay trộn cần tây. Hy vọng các bạn sẽ có thêm một món ăn mới để thay đổi thực đơn trong gia đình hàng ngày. Và nếu như mà quý vị không xem được chương trình ngày hôm nay hoặc là bỏ lỡ một phần nào đó thì hãy xem lại công thức nấu ăn tại trang web của chúng tôi ở địa chỉ là mongonmoingay.com. Và thưa quý vị, đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cũng như là Minh Tuấn xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày. We'll be right back.